Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc tàu ngầm Kari Nanggala của lực lượng hải quân Indonesia bị chìm ở độ sâu 850 m dưới vùng biển ngoài khơi Bali, ngày 25 tháng 4, hải quân nước này đã tiếp cận được chiếc tàu ngầm gặp nạn. Những hình ảnh ghi được cho thấy chiếc tàu ngầm Kari Nanggala 402 đã vỡ thành 3 mảnh bên dưới biển Bali và 53 người trên tàu chính thức được xác nhận đã thiệt mạng. Các đội tìm kiếm đã xác định vị trí tàu ngầm ở dưới đáy biển, ở độ sâu 850 m, vượt xa phạm vi lặn 200 đến 500 m. Tại đây, áp lực nước lớn hơn nhiều mức mà thân tàu có thể chịu được. Nhiều mảnh vỡ được cho là từ Kari Nanggala 402 cũng đã được thu hồi, bao gồm cả áo phao. Nhà chức trách Indonesia tuyên bố tàu ngầm bị chìm chứ không còn mất tích. Trước đó, nguồn cung cấp oxy của tàu được dự đoán sẽ hết ngày 24 tháng 4, 3 ngày sau khi tàu mất liên lạc. Otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan Quan chức hải quân Indonesia cho biết tàu Kari Nanggala đã bị vỡ thành 3 phần. Thân tàu, đuôi tàu và các bộ phận chính đều bị tách rời, phần chính của tàu bị nứt. Nhà chức trách từng dự đoán về sự cố điện có thể khiến tàu ngầm không thể thực hiện các quy trình khẩn cấp để hoạt động trở lại. Nhưng cho đến nay, nguyên nhân của thảm họa vẫn chưa được làm rõ. Bukan atau tidak human error. Jadi bukan human error. Karena saat proses menyelam itu sudah melalui prosedur yang betul. Jadi mulai laporan penyelaman, kemudian dia terdengar dari penjejak kemarin itu melaksanakan peran-peran, ya peran persiapan kapal berlayar bertempur, kemudian peran menyelam dan sebagainya. Trong ngày 25 tháng 4, Tổng thống Joko Widodo cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông cho biết tất cả người dân Indonesia bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch, đặc biệt là đến gia đình của thủy thủ đoàn. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chiếc tàu ngầm Kari Nanggala 402 của Indonesia mất tích, người thân của các thủy thủ trên tàu ngầm Kari Nanggala 402 đã kể lại những lần liên lạc cuối cùng trước khi sự việc xảy ra. Đây được cho là linh cảm khác thường của thủy thủ Indonesia trước lần diễn tập này. Seda Dius Subandrio, 37 tuổi, sống tại thành phố Madiun, Đông Java, là một trong 53 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Kari Nanggala 402 mất tích ở vùng biển phía bắc đảo Bali vào sáng ngày 21 tháng 4. Vợ của Sarayut, Helen, xác nhận chồng cô là một thủy thủ có mặt trên tàu ngầm trước khi tàu bị mất liên lạc trong cuộc diễn tập cách đây 2 ngày. Helen cho biết, lần liên lạc cuối cùng của cô với chồng là vào khoảng 10 giờ đêm ngày 20 tháng 4, thông qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp. Sáng ngày 21 tháng 4, Helen nhắn tin cho chồng để dặn dò anh ăn sáng. WhatsApp báo tin nhắn đã được gửi đi nhưng chưa được đọc. Trước đó, Seradius về nhà ở thành phố Madiun vào ngày 14 tháng 4. Đến tối ngày 18 tháng 4, anh quay trở lại thành phố Surabaya để thực hiện nhiệm vụ. Helen nói rằng trước khi lên xe buýt rời đi, chồng cô đã cảm giác bất an về chuyến đi biển sắp tới. Tuy vậy, cô vẫn động viên chồng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được đơn vị giao phó. Thưa quý vị và các bạn, hiện Indonesia đang gấp rút triển khai quá trình trục vớt chiếc tàu ngầm này. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Hương Trà, trưởng đại diện cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia để cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này. Xin mời trường quay kết nối với chị Hương Trà. Vâng, xin chào chị Hương Trà. Cho đến thời điểm này thì công cuộc chuẩn bị cho việc trục vớt chiếc tàu ngầm gặp nạn ra sao ạ? Với việc chuyển trạng thái tìm kiếm sang tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm chìm, thì quân đội Indonesia đã sẵn sàng để chuẩn bị sơ tán y tế trong trường hợp tìm thấy bất kỳ thành viên thủy thủ đoàn nào. Trong một cuộc họp báo, thì phát ngôn viên quân đội Indonesia, ông Achmad Riyad cho biết, cho đến nay thì họ vẫn chưa tìm thấy tàu ngầm, nhưng với các công cụ hiện có thì họ có thể xác định được vị trí của con tàu. Bên cạnh các lực lượng trong nước, một số quốc gia như Australia, Hoa Kỳ, Singapore và Malaysia cũng hỗ trợ Indonesia trong việc tìm kiếm tàu ngầm.
Mỹ đã triển khai máy bay săn ngầm P-8 Poseidon để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tàu ngầm, trong khi Australia điều tàu khu trục trang bị sóng siêu âm cùng với một máy bay trực thăng để giúp Hải quân Indonesia. Trước đó, thành viên Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Indonesia ông Colin Kaur cảnh báo tàu ngầm có thể đã nổ tung khi đạt độ sâu tối đa. Đồng quan điểm đó, nhiều chuyên gia hàng hải cho rằng việc tìm kiếm những thứ chìm xuống biển là một thử thách không nhỏ. Rất khó để phát hiện thân tàu nguyên vẹn giữa các thực thể dưới đáy biển. Đó là chưa kể tới trường hợp thân tàu bị ép nát và phá hủy ở một độ sâu lớn. Trong vòng 72 giờ qua, Hải quân Indonesia đã nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàu ngầm mất tích trước khi thời hạn lặn, cũng như dự trữ của chiếc tàu cạn kiệt. Vậy hiện đã có thông tin cụ thể về danh tính các thủy thủ và những người có mặt trên chiếc tàu ngầm gặp nạn chưa thưa chị? Vâng, trong cuộc họp báo ngày hôm qua thì tham mưu trưởng Hải quân Indonesia cho biết là vẫn chưa tìm thấy bộ phận thi thể nào, do đó chưa thể dự đoán được tình trạng của các thủy thủ. Các quan chức cũng cho biết là nguồn cung cấp oxy cho 53 thủy thủ đoàn đã hết vào đầu ngày 24 tháng 4 và dự đoán các thủy thủ đoàn nếu như còn sống cũng đang phải thực hiện việc tiết kiệm oxy. Tàu KRI Nangala chở 53 thủy thủ mất tích từ ngày 21 tháng 4 khi đang diễn tập chiến lược phóng ngư lôi ở ngoài biển ở ngoài khơi biển Bali. Các thành viên có mặt trên tàu chưa được công bố, nhưng có một nguồn tin cho biết một trong những người trên tàu ngầm là chỉ huy hạm đội tàu ngầm Indonesia, ông Hari Setiawan. Ông nhận nhiệm vụ điều hành tàu ngầm KRI Nangala vào năm ngoái. Trước đó, ông là người đứng đầu trường dạy lái tàu ngầm của quân đội Indonesia và đã từng trải qua thời gian huấn luyện ở Đức. Gia đình của Trung tá Hari cho biết ông là một chỉ huy khéo léo và là một người cha tốt của hai đứa con. Ngoài Trung tá Thủy quân lục chiến Hari, 52 người còn lại bao gồm 49 thành viên phi hành đoàn và 3 nhân viên kho vũ khí của quân đội quốc gia Indonesia. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hương Trà với những thông tin cập nhật và cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, trước những nỗ lực tìm kiếm con tàu KRI Nangala 402 của Indonesia, nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Australia, Malaysia và Singapore đã điều động nguồn lực để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Ngoài ra, thì các nước như Đức, Pháp, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc cũng đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ quốc gia này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, theo yêu cầu của chính phủ Indonesia, Mỹ đã triển khai lực lượng đổ bộ hàng không để hỗ trợ tìm kiếm 53 thủy thủ mất tích trên tàu ngầm KRI Nangala 402. Ông Kirby cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ vô cùng đau buồn trước thông tin tàu ngầm của Indonesia đã mất tích vào ngày 21 tháng 4 tại vùng biển phía bắc đảo Bali trong lúc tham gia cuộc tập trận phóng ngư lôi. Theo yêu cầu của chính phủ Indonesia, chúng tôi sẽ điều lực lượng không vận bao gồm một chiếc máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Hải quân để hỗ trợ tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia để đề nghị hỗ trợ thêm chính phủ Indonesia nếu cần. Indonesia là một đối tác chiến lược của Mỹ. Tất cả chúng tôi đều vô cùng đau buồn khi xem các báo cáo về tàu ngầm gặp nạn. Chúng tôi cầu nguyện cho các thủy thủ Indonesia, Hải quân Indonesia và tất cả gia đình của họ. Máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Mỹ đã đến Indonesia vào cuối ngày 23 tháng 4 để tham gia chiến dịch tìm kiếm. P-8A Poseidon là máy bay săn ngầm mới nhất trong biên chế Hải quân Mỹ, được thiết kế dựa trên khung thân phi cơ chở khách Boeing 737. Nó được trang bị nhiều cảm biến hiện đại để phát hiện dấu hiệu tàu ngầm, cũng như có thời gian hoạt động dài và tầm bay lớn. Ông Ahmad Riyad, phát ngôn viên quân đội Indonesia cho biết, cuộc tìm kiếm đang tập trung quanh khu vực cách bãi biển Selukan Bawang trên đảo Bali khoảng 40 km về phía bắc, dựa trên vệt dầu loang và vật thể có từ tính cao, trôi nổi ở độ sâu 50-100 m được ghi nhận trước đó. Trong khi đó, Malaysia và Singapore đã triển khai các tàu và thủy thủ đoàn để hỗ trợ tìm kiếm. Tàu cứu hộ Megapakti của Malaysia đã rời cảng vào ngày 22 tháng 4 và dự kiến đến địa điểm tàu ngầm Indonesia mất tích vào chiều ngày 26 tháng 4. Megapakti nặng 1.960 tấn là một tàu cứu hộ tàu ngầm do Hải quân Hoàng gia Malaysia điều hành. Megapakti được trang bị các thiết bị hiện đại nhằm hỗ trợ cho việc tìm kiếm và cứu nạn, bao gồm phương tiện điều khiển từ xa ROV, là phương tiện mà bản thân người điều khiển không có ở bên trong, và được điều khiển bằng cách sử dụng cáp kết nối với tàu Megapakti. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết, nước này cũng đã triển khai một tàu cứu hộ tàu ngầm để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm. Tàu cứu hộ mang tên Swift của Singapore đã rời cảng vào ngày 21 tháng 4. Ada penawaran bantuan
Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của các nước láng giềng, bao gồm tàu cứu hộ Swift của Singapore. Con tàu này là tàu cứu hộ tàu ngầm gặp sự cố dưới nước. Tàu Swift tới hiện trường vào ngày 24 tháng 4. Ngoài ra còn có tàu cứu hộ Megabakti của Malaysia, dự kiến sẽ tới vào ngày 26 tháng 4. Trong một phát biểu vào ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Australia Marie Spaney cho biết chính phủ và quân đội nước này sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào có thể nhằm giúp Indonesia và hải quân nước này tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích cùng 53 thủy thủ trên đoàn tàu. Nhiều người vẫn coi năm 2020 là năm tồi tệ nhất từ trước đến nay, nhưng có lẽ với Indonesia năm 2021 còn kinh khủng hơn vì chưa từng có năm nào mà nơi đây lại gặp phải nhiều sự cố đến không kịp trở tay thế này. Chưa kể đến dịch COVID-19 đang hoành hành ở Indonesia vì đây được xem là dịch bệnh toàn cầu, thì chỉ trong tuần đầu tiên của năm mới, quốc gia này đã phải đón nhận thảm họa đầu tiên do núi lửa phun trào. Ngày 7 tháng 1, núi lửa Merapi của Indonesia đã phun ra những đám mây nóng khiến 500 người sống trên núi ở huyện Magelang trên đảo Java phải sơ tán. Vụ phun trào kèm theo các trận động đất nhỏ kéo dài hơn 2 phút đã gây ra ít nhất 23 vụ lở tuyết dọc theo sơn đồi. Vài ngày sau thảm họa tự nhiên, thì ngành hàng không Indonesia đã có ngày đen tối nhất khi chiếc máy bay chở 62 người sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta đã bị rơi xuống biển và không một ai sống sót sau tai nạn khủng khiếp này. Những hình ảnh nhiều vật dụng của các nạn nhân vương vãi từng mảnh nhỏ trên biển khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải ám ảnh. Liên tiếp sau 2 tháng, thì Indonesia lại phải gánh chịu các thảm họa lũ lụt, sạt lở đất. Nằm ở khu vực có vị trí địa lý đặc biệt, Indonesia khó tránh khỏi các thảm họa. Ngay đầu tháng 4 năm 2021 này, thì một trận động đất 6,2 độ Richter ngoài khơi đảo chính Java của Indonesia đã khiến 6 người thiệt mạng, 1 người bị thương và không có số liệu cụ thể về những người mất tích. Tiếp ngay sau đó là siêu bão tại thủ đô Jakarta và một số đảo lớn của nước này khiến hàng nghìn người phải sơ tán. Chính phủ nước này liên tục phải khắc phục hậu quả, còn người dân thì phải sống trong cảnh lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.